ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Khi người môi giới dẫn cô đi xem nhà, cô không thể không chú ý đến các khuyết điểm trong căn nhà, như lớp sơn bị tróc trên khung cửa, mái nhà thiếu ngói, các vết nứt dọc theo tường nhà bếp, thậm chí cả chiếc thùng thư cũ bị móp ở trước nhà. Mặc dù có tất cả những khuyết điểm đó, cô không thể ngừng cảm thấy ngôi nhà nhỏ này đang mời gọi mình. Đây là nơi cô muốn ở, đây sẽ là ngôi nhà của cô. Trong sâu thẳm trái tim, người phụ nữ biết rằng đây là nơi bắt đầu trở lại. Điều này không hề dễ dàng. Khi chuyển đồ đạc vào ngôi nhà mới, cô không khỏi nghĩ về mối tình đổ vỡ của mình. Từng món đồ nội thất, từng món đồ trang trí lặt vặt đều khiến cô nhớ đến người bạn gái cũ của mình. Cô ôm một chiếc hộp nặng từ sau cốp xe hơi nhưng lại vấp phải lề đường khi rẽ hướng trở lại căn nhà. Cô ngã xuống và những thứ bên trong chiếc hộp rơi ra khắp vỉa hè. Đó là những album cũ, cô nhanh chóng nhét chúng trở lại hộp, cố gắng hết sức để không nhìn thấy chúng. Nhưng một bức ảnh rơi ra khỏi album đã thu hút sự chú ý của cô. Đó là bức ảnh trong kỳ nghỉ của cô và bạn gái cũ đến thăm thác Niagara. Cô cắn môi và cố gắng không khóc khi bỏ nó trở lại hộp. Làm thế nào mà hai người đã từng rất yêu nhau lại trở nên xa cách như vậy? Thời gian còn lại trong ngày trôi qua trong mơ màng, có rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như việc sắp xếp đồ đạc và liên lạc các dịch vụ tiện ích. Đến cuối ngày, cô kiệt sức và cảm thấy thật may mắn khi được ngã lưng xuống giường. Trong lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ về tình cảnh mình và tự nhủ rằng hôm nay sẽ là ngày khó khăn nhất. Từ hôm nay về sau, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, thời gian sẽ chữa lành vết thương. Ngày hôm sau, cô thức dậy thật sớm, nắng lên, chim hót líu lo. Cô bước vào căn bếp mới của mình để pha một bình cà phê với những cảm xúc tốt đẹp đột ngột dâng trào. Ngôi nhà này có rất nhiều tiềm năng. Cô có thể học cách sống ở đây, cũng có thể tìm thấy một tình yêu mới ở đây. Cô có thể làm tất cả những gì cô thích và cô sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Phải, cô tự nhủ, tất cả những gì mình cần là một giấc ngủ ngon. Bây giờ cô cảm thấy hoàn toàn được tái sinh. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng xe thư đến và rời đi sau đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy người giao thư đã cắm lá cờ nhôm nhỏ vào vị trí thẳng đứng cho biết rằng cô có thư. Cô buộc áo choàng tắm quanh eo, tay vẫn nâng cốc cà phê bốc khói và bước tới thùng thư màu đen cũ kỹ ở cuối lối đi. Điều đầu tiên nên làm đây rồi, cô tự lẩm bẩm khi tưởng tượng ra tất cả các kế hoạch trang trí lại ngôi nhà của mình. Có thể cô sẽ mua một chiếc thùng thư ngộ nghĩnh có hình một con vật độc lạ, hoặc một chuồng chim, hoặc một thứ gì đó khác biệt và bắt mắt. Bạn gái cũ của cô không bao giờ cho cô làm bất cứ điều gì thú vị. Cô mở thùng thư và lấy ra một sấp phong bì. Trong khi vẫn đang suy nghĩ về chiếc thùng thư mới, cô lật nhanh các bức thư, lướt qua các địa chỉ người gửi một cách không mấy hứng thú. Mớ này chủ yếu là thư rác và không có gì đáng ngạc nhiên vì cô mới chuyển đến nơi đây và hầu hết bạn bè của cô chưa biết địa chỉ mới này. Nhưng có một lá thư ở dưới cùng của sấp thư không có địa chỉ người gửi. Lạ thật đấy, cô nói. Nó có lẽ chỉ là một bức thư rác, nhưng cô biết rằng một số nhà quảng cáo không ghi địa chỉ người gửi như một cách để thu hút sự quan tâm của người nhận và lừa họ đọc các quảng cáo sản phẩm của mình. Dù sao đi nữa, lá thư này đã làm cô thấy đủ hứng thú để mở nó ra. Thật đáng ngạc nhiên, bên trong là một lá thư viết tay. Xin chào, lá thư viết. Tôi không thể không chú ý đến bạn ngày hôm nay. Tôi thực sự vui mừng khi có người mới đến khu phố này. Tôi hy vọng bạn thích nơi này. Chúng ta sẽ gặp nhau sau đó nhé. Hẹn gặp lại nhé. Người phụ nữ chớp mắt bối rối. Đây hẳn là một lá thư chào mừng từ một trong những người hàng xóm mới của cô. Nhưng vì không có chữ ký nên cô thực sự không có cách nào biết đó là ai. Hơi kỳ cục một chút, nhưng mà cô ấy chắc chắn rằng người viết thư hẳn là có ý tốt. Cô đẩy lá cờ nhôm màu đỏ trở lại vị trí nằm ngang, gấp lá thư bí ẩn dưới cánh tay cùng với những bức thư khác và quay trở lại ngôi nhà mới của mình. Và ngạc nhiên hơn nữa, ngày hôm sau, cô ấy tìm thấy một lá thư khác trong thùng thư của mình. Lá thư viết: Chào bạn lần nữa nha. Tôi thấy bạn đã đọc lá thư của tôi ngày hôm qua. Tôi rất vui. Tôi sợ rằng bạn sẽ không thích tôi, nhưng bây giờ tôi nghĩ chúng ta sẽ thành những người bạn tuyệt vời. Chúng ta sẽ hẹn nhau cùng uống cà phê chứ nhỉ? Tài bút, ôm và hôn. Tôi thực sự thích bạn. Được rồi, bây giờ lá thư này đã có vẻ hơi quá rồi đấy. Lá thư đầu tiên rất thân thiện, mặc dù cô hơi kỳ quặc. Nhưng lá thư này trông như ai đó đang cố gạ gẫm cô hẹn hò. Cô không có tâm trạng cho điều này. Ngay cả khi cô không còn đau khổ về chia tay, cô cũng không quên biết người viết thư bí ẩn này. Họ lấy đâu ra can đảm để mời cô đi chơi? Cô tức giận, vò nát bức thư và ném thẳng vào thùng rác. Cô ngó qua hàng rào bên kia, nhìn kỹ sang sân nhà hàng xóm. Trong sân phía bên trái là một người đàn ông trung niên đẩy máy cắt cỏ qua lại bãi cỏ. Trong sân phía bên phải là hai bà già đang nói chuyện phiếm bên hàng rào. Cô đột nhiên cảm thấy không an toàn khi nhận ra rằng những bức thư có thể đến từ bất kỳ ai trong khu phố này.
Cô hy vọng rằng nếu cô phớt lờ lá thư, thông điệp sẽ rõ ràng. Cô nhanh chóng chạy vào nhà và đóng sầm cửa lại. Sáng hôm sau, cô nhìn thấy một tin nhắn khác từ người ngưỡng mộ bí mật của mình nằm chung với những bức thư khác của cô ấy. Giọng điệu bức thư tuyệt vọng hơn, dụ dỗ hơn. Tôi đã thấy bạn vứt bỏ lá thư của tôi ngày hôm qua. Lá thư viết, tại sao bạn làm điều đó? Bạn không thích tôi à? Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi tuyệt vời. Có lẽ nếu bạn cho tôi một cơ hội, tôi có thể khiến bạn hạnh phúc hơn rất nhiều so với người yêu cũ của bạn. Người phụ nữ không thèm đọc thêm nữa, cô ném lá thư xuống đất. Điều này đang đi quá xa. Việc một người lạ có chủ ý với cô ấy đã đủ tệ rồi. Nhưng giờ cô ấy biết rằng người ngưỡng mộ bí mật này cũng là một kẻ theo dõi. Nếu không thì làm sao họ biết rằng cô đã vứt bỏ bức thư trước đó, trước khi họ quan sát lúc cô lấy lá thư của mình. Và đáng ngại hơn là làm sao họ có thể biết rằng cô ấy gặp rắc rối với người yêu cũ. Cô đi sang nhà bên cạnh và đập cửa. Khi người đàn ông trung niên trả lời, cô cầm bức thư đối mặt với anh ta. Cô ném tờ giấy vào mặt anh ta và chất vấn. Anh đã viết nó hả? Anh bị gì vậy? Tôi không biết anh đang cố làm gì, nhưng tôi không có hứng thú. Tôi muốn anh tránh xa tôi ra. Người đàn ông phản đối, giơ tay lên như thể ra hiệu đầu hàng. Tôi không biết cô đang nói về cái gì. Tôi có viết gì đâu. Người phụ nữ không biết liệu cô có tin được anh ta hay không, nhưng cô phải thừa nhận rằng người đàn ông trung niên trông có vẻ thực sự bối rối trước những lời buộc tội của cô ấy. Có lẽ anh ta không phải là thủ phạm, nhưng khi đối mặt với người hàng xóm sống ở phía bên kia, cô nghe được một câu chuyện tương tự. Có phải bà đã gửi cho tôi những lá thư này không? Bởi vì chúng thực sự rất đáng sợ. Tôi không thích người khác theo dõi mình, người phụ nữ nói khi đối mặt với người hàng xóm khác của mình. Bà lão chỉ lắc đầu. Xin lỗi, tôi đã không gửi cho cô một lá thư nào. Tại sao tôi phải làm điều đó chứ? Tôi có thể đến và nói chuyện với cô mà. Tôi không biết tại sao các bạn trẻ luôn bịa ra những câu chuyện về những lá thư kỳ lạ. Người phụ nữ trẻ thắc mắc về những lời cuối cùng của bà lão khi bà đang ăn tối một mình trong bếp vào tối hôm đó. Cách bà ta phàn nàn về việc các bạn trẻ luôn bịa ra những câu chuyện về những bức thư kỳ lạ khiến cô tự hỏi liệu điều này đã từng xảy ra trước đây chưa? Có thể có những người phụ nữ trẻ khác đã sống trong ngôi nhà này trước cô chăng? Và họ cũng là nạn nhân của cùng một kẻ theo dõi không? Nhưng kẻ rình rập này có thể là ai? Đó hẳn là một người gần đây. Cô ấy có thể cảm nhận được điều đó. Vào lúc đó, cô ngước đầu khỏi bữa ăn và há mồm kinh ngạc. Ở đó, ngay bên kia ngoài cửa sổ là chiếc thùng thư màu đen. Nó đang lơ lửng ngay mép cửa sổ, như thể nó đang rụt rè nhìn trộm vào, như một người khách nhút nhát sợ bị nhìn thấy. Người phụ nữ chớp mắt và dụi mắt. Khi cô ấy nhìn lại, chiếc thùng thư đã biến mất. Cô chạy đến và mở cửa ra. Như mọi khi, chiếc thùng thư vẫn ở ngay đó, nằm trên lề đường ở cuối lối đi bộ. Có phải mắt cô đang gặp vấn đề gì không? Có phải cuộc chia tay và kẻ theo dõi biển đã khiến cô bị căng thẳng chăng? Ngày hôm sau, cô tìm thấy một lá thư khác. Kẻ theo dõi cô thậm chí còn trở nên mất kiểm soát hơn và các tin nhắn ngày càng trở nên hết sức đáng sợ. Hôm tiếp theo, cô không chỉ tìm thấy một lá thư trong thùng thư của mình, mà là hai. Cả hai tin nhắn nghe có vẻ hoàn toàn loạn trí. Và tại thời điểm này, cô không còn nghi ngờ gì nữa rằng kẻ theo dõi, người chịu trách nhiệm cho những lá thư này, đang bắt đầu đe dọa cô. Tại sao bạn lại không thích tôi? Bạn nên thay đổi thái độ của mình nếu bạn biết điều gì tốt cho bản thân. Bạn nghĩ là bạn quá tốt đối với tôi sao? Người yêu cũ của bạn có gì mà tôi không có? Có lẽ bạn cần một người đàn ông chân chính để dạy dỗ bạn. Cô vò nát những lá thư trong tay, mặt đỏ bừng bừng vì sợ hãi và giận dữ. Người này nghĩ rằng hắn là ai? Cô không thể chịu áp lực này lâu hơn nữa. Cô đã sẵn sàng trình báo những bức thư này cho cảnh sát, nhưng cô vẫn không biết là ai đang theo dõi mình. Có phải vậy không? Cô không ngừng nghĩ về sự việc kỳ lạ đêm hôm trước. Khi cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy chiếc thùng thư đứng ngay bên ngoài cửa sổ. Nhưng điều đó thật điên rồ phải không? Chiếc thùng thư của cô không thể nào làm chuyện theo dõi đó, đúng chứ? Nếu cô kể với bất kỳ ai rằng chiếc thùng thư của mình đang gửi những tin nhắn đe dọa mình, mọi người sẽ nghĩ rằng cô ấy bị điên mất. Nhưng chẳng mấy chốc, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn theo cách buộc người phụ nữ phải đối mặt với khả năng đó. Đêm đó, cô ấy đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Cô quay lưng với bếp lò để lấy một số gia vị từ tủ đựng thức ăn. Đó là khi cô ấy nhìn thấy nó, chiếc thùng thư. Lần này, nó không ở bên ngoài, mà nó ở phòng bên cạnh. Nó đang đứng khuất một phần sau cánh cửa. Một lần nữa như thế, nó đang cố không bị nhìn thấy. Cô dừng tay và lao ra phòng khách với hy vọng bắt quả tang chiếc thùng thư. Nhưng nó đã biến mất. Cô chạy đến cửa sổ và một lần nữa, cô nhìn thấy chiếc thùng thư nằm ở cuối lối đi, ở chính xác vị trí mà nó nên có. Cô chắc chắn rằng cô không thể tưởng tượng ra những điều này. Nhưng đồng thời, còn lời nào có thể giải thích sao? Cô hầu như không thể ngủ được vào đêm đó, trằn trọc và chửi mình với những giấc mơ khó chịu. Nhiều lần, cô giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy trên giường.
nửa tin nửa ngờ rằng chiếc thùng thư nham hiểm thậm chí có thể ở cùng phòng với cô, quan sát cô khi cô ngủ. Ngày hôm sau, người phụ nữ kiệt sức dậy sớm sau những giấc mơ không ngừng nghỉ và ngồi trước hiên nhà, đợi xe thư đến. Khi chiếc xe dịch vụ bưu chính quen thuộc của Hoa Kỳ tấp vào lề đường, cô ấy bước tới và đối mặt với người đưa thư. "Nào, giao nó đây," cô yêu cầu. "Đó là thư của tôi, đưa nó cho tôi." Cô quá bối rối bởi toàn bộ những sự kiện vô lý này để bận tâm đến việc tỏ ra lịch sự. Và người đưa thư cũng không có tâm trạng để tranh luận. Anh nghĩ người phụ nữ này chắc chắn là mất trí rồi. Tóc cô ấy rối bù, đôi mắt có quầng thâm đen dày đặc, và cô ấy có vẻ như đã không có một giấc ngủ ngon trong nhiều tuần. Anh ta phải đối phó với tất cả các loại khách hàng điên rồ mỗi ngày, và anh ta biết rõ hơn hết là không nên lãng phí thời gian của mình. Anh nhét sấp thư vào tay cô và nhảy trở lại xe tải của mình. Người phụ nữ nhanh chóng lật qua sấp thư, quét địa chỉ người gửi và ném từng phong bì xuống đất sau lưng cô. Sau lưng khi cô ấy chắc chắn rằng đó không phải là từ kẻ theo dõi mình. Đúng như cô nghĩ, không có bức thư nào trong số này khớp với mô tả về những chiếc phong bì trống mà kẻ theo dõi đã sử dụng để gửi tin nhắn. Cô mở chiếc thùng thư và nhìn vào bên trong. Cô kinh hãi, đã có một lá thư nằm ngay bên trong. Cô chụp lấy nó và cảm thấy mặt mình đã tái khi nhìn vào chiếc phong bì trống không. Đó là một tin nhắn khác từ kẻ theo dõi. Bây giờ cô biết rằng kẻ đó đang gửi thư qua đường bưu điện. Nhưng làm thế nào mà hắn ta đưa được bức thư này vào thùng thư mà cô ấy không nhìn thấy? Cô thức dậy từ rất sớm vào sáng nay, thậm chí trước khi mặt trời mọc, và cô đã xem thùng thư hàng giờ liền. Không thể là bất kỳ người hàng xóm nào nhét lá thư vào mà cô ấy không biết. Nhưng cách giải thích khả thi duy nhất là chính thùng thư bằng cách nào đó đang viết những bức thư này. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc thùng thư nhôm màu đen. Thứ kim loại móp méo sẫm màu đột nhiên mang một vẻ nham hiểm dưới ánh nắng sớm mai. Có lẽ cô thực sự đang phát điên. Có lẽ cô nhớ bạn gái cũ của mình nhiều đến mức cô tưởng tượng ra tất cả những điều điên rồ này và chỉ phóng đại nỗi sợ hãi khi ở một mình lên thùng thư này. Không, không phải, cô không tin điều đó một chút nào. Cô sẽ chấm dứt chuyện này mãi mãi, một lần và mãi mãi. Người phụ nữ chạy bộ vào nhà để lấy xe của mình và một lúc sau quay lại với một cái xẻng. Cô ấy không biết liệu mình có bị ảo giác hay không, nhưng cô đã chịu đựng chiếc thùng thư ngu ngốc này đủ rồi. Cô muốn nó biến mất khỏi cuộc sống của mình, ngay cả khi nó không theo dõi cô ấy. Ngay cả khi tất cả điều này chỉ nằm trong tâm trí của cô ấy, thì rõ ràng là có điều gì đó không ổn với chiếc thùng thư này. Điều gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô bắt đầu xúc đất ra khỏi chân cột thùng thư, cào nhào và đổ mồ hôi với nỗ lực làm việc của mình, nhưng không dừng lại cho đến khi cây cột bị hỏng. Cô nắm lấy cây cột gỗ dài và kéo thùng thư cùng với cây cột và mọi thứ ra khỏi cái hố. Cô ấy kéo nó qua bãi cỏ, đến đường lái xe của mình. Và với một nỗ lực đáng kể, cô đã cố gắng nhét nó vào băng ghế sau ô tô, làm rách vài bọc ghế và làm đổ đất ướt ra khắp sàn. Cô không quan tâm đến thiệt hại cho chiếc xe của mình. Cô ấy chỉ cần thoát khỏi thùng thư này. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cô nghĩ đến việc ngồi trên một chuyến xe dài với một thứ gì đó ở phía sau. Cô không tin tưởng nó một chút nào và ý tưởng quay lưng lại với nó. Chà, cô ấy không biết mình sẽ gặp nguy hiểm gì nữa. Khi cô ngồi vào ghế lái, cô điều chỉnh gương chiếu hậu để có thể quan sát chiếc thùng thư trong suốt quãng đường lái xe. Cô thấy nhẹ nhõm khi nó không di chuyển một lần nào trong suốt chuyến đi. Mặc dù đôi mắt lo lắng của cô ấy liên tục liếc vào gương chiếu hậu để giảm bớt nỗi sợ hãi. Cuối cùng thì cô cũng đến được đích đến của mình, bãi rác thành phố. Cô tấp xe vào cổng trước và bấm còi cho đến khi người bảo vệ đi ra khỏi phòng bảo vệ. Cô ra hiệu cho anh ta lấy chiếc thùng thư ra khỏi ghế sau và vẻ mặt hoảng hốt trên khuôn mặt cô ta nói với anh ta rằng anh ta nên nhanh chóng làm điều đó. Anh ta vừa kéo chiếc thùng thư ra khỏi cửa thì người phụ nữ lao đi, chiếc xe nổ máy và trượt dọc lề đường thoát khỏi bãi rác. Và chiếc thùng thư bị dùng bỏ càng nhanh càng tốt. Sau vài phút trên đường, cô ấy bắt đầu bình tĩnh lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Một cảm giác bình yên mới cuối cùng cũng bao trùm lấy cô ấy khi cô đã loại bỏ được chiếc thùng thư khủng khiếp đó khỏi cuộc đời của mình. Cô chỉnh kính chiếu hậu để nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, nhăn mặt khi nhìn thấy đôi mắt hốc hác và làn da đầy vết nám. Sự căng thẳng trong vài ngày qua đã thực sự ảnh hưởng đến cô ấy, nhưng bây giờ cô cảm thấy cuối cùng cô có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Cô cười khúc khích một cách bồn chồn khi nhớ lại toàn bộ ý tưởng rằng chiếc thùng thư đã rình rập cô ấy dường như ngày càng vô lý khi cô lái xe ra khỏi bãi rác, mà cô giờ đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhưng khi cô rẽ vào góc đường để về đến nhà, cô ấy nhìn thấy một thứ mà cô ấy không thể tin được. Mắt cô trợn to và các ngón tay siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch. Không thể nào, chiếc thùng thư đã trở lại, cũng chiếc hộp nhôm đen và cột gỗ đó. Tất nhiên, sau tất cả những gì cô đã trải qua, cô sẽ nhận ra nó dù ở bất cứ đâu. Nó vẫn ở đó, ở sân trước của cô, ở cuối lối đi. Nhưng cô ấy chắc chắn rằng mình đã bỏ nó ở bãi rác rồi cơ mà.
Không đời nào cô có thể tưởng tượng được việc đào chiếc thùng thứ lên và lôi nó đến bãi phế liệu. Làm thế nào mà chiếc thùng thứ đó đã theo cô trở về nhà? Có thể nó khao khát sự chú ý và làm bạn của cô chăng? Người phụ nữ không nói một lời. Cô tiếp tục lái xe đi qua ngôi nhà mới của mình mà không dừng lại. Cô không thể chịu đựng được điều này nữa. Cô liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn lần cuối ngôi nhà nhỏ ấm cúng nơi cô từng nghĩ mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cô không thể sống được như thế này. Cô tiếp tục lái xe và không ngoảnh lại. Ở một góc, chiếc thùng thư vẫn đứng yên lặng như thể nó chưa bao giờ di chuyển và sẽ không bao giờ di chuyển. Đối phó với kẻ theo dõi có thể là một tình huống đáng sợ và nguy hiểm, nhưng nó có thể tồi tệ hơn khi kẻ theo dõi bạn thậm chí không phải là con người. Người phụ nữ đó không bao giờ nhìn thấy chiếc thùng thư lần nào nữa sau khi cô ấy rời khỏi căn nhà đó. Nhưng tổ chức SCP rất quen thuộc với thứ ám ảnh lãng mạn nguy hiểm này, được gọi là SCP-1269. SCP-1269 trông giống như một chiếc thùng thư hoàn toàn bình thường, nằm trước một ngôi nhà nào đó tại Massachusetts. Nó được làm bằng nhôm đen, có cơ đỏ và cột nhựa trắng. Nó cao 1/3 mét và số nhà tương ứng được in bên phải của nó. Không biết SCP-1269 đã có tại nơi này bao lâu, mặc dù các vết lõm và vết thâm trên khung thùng thư cho thấy rằng nó có thể đã ở đó một thời gian dài. SCP-1269 vẫn là một chiếc thùng thư hoàn toàn bình thường khi ngôi nhà của nó không có người ở, hoặc người ở là nam giới. Nhưng khi một người phụ nữ từ 23 tuổi trở lên cư trú tại ngôi nhà, SCP-1269 sẽ bắt đầu bộc lộ các đặc tính dị thường của mình. Khoảng 2 tuần khi người phụ nữ chuyển đến ngôi nhà, SCP-1269 sẽ bắt đầu xuất hiện với những lá thư lãng mạn không có địa chỉ nhắm tới cư dân của ngôi nhà. Việc giám sát bên trong SCP-1269 đã chỉ ra rằng các lá thư xuất hiện khoảng 3 giây sau khi gửi thư. Các đặc tính dị thường của SCP-1269 sẽ chỉ biểu hiện khi một người phụ nữ độc thân từ 23 tuổi trở lên, sau đây được gọi là người cư ngụ, cư trú trong ngôi nhà cùng với SCP-1269. Khoảng 2 tuần sau khi người cư ngụ chuyển đến, SCP-1269 sẽ bắt đầu xuất hiện những lá thư không có địa chỉ 4 ngày một lần. Nội dung của bức thư mang tính chất lãng mạn và được nhắm đến người cư ngụ trong ngôi nhà. Giám sát bên trong SCP-1269 đã cho thấy các lá thư xuất hiện khoảng 3 giây sau khi thư của người cư ngụ được giao. Lúc đầu, các lá thư sẽ xuất hiện 4 ngày một lần, nhưng SCP-1269 sẽ nhanh chóng gia tăng hành vi ám ảnh của nó đến mức nhiều lá thư sẽ xuất hiện hàng ngày. Các lá thư sẽ trở nên ám ảnh hơn và kém mạch lạc hơn khi hành vi rình rập của SCP-1269 gia tăng. Khi không chịu sự giám sát trực tiếp của người cư ngụ trong nhà, SCP-1269 sẽ dịch chuyển tức thời đến một địa điểm gần người cư ngụ và đối mặt với họ như thể nó đang cố theo dõi họ. Nó sẽ luôn xuất hiện ở khu vực bị che khuất một phần, chẳng hạn như nhìn trộm qua cửa sổ hoặc sau rèm tắm. Đôi khi người cư ngụ đang ngủ, SCP-1269 sẽ dịch chuyển tức thời đến gần người đó mà không bị cản trở. SCP-1269 sẽ không theo người cư ngụ ra khỏi nhà và tất cả các đặc tính dị thường sẽ ngừng biểu hiện nếu người cư ngụ rời khỏi nhà. Các nỗ lực loại bỏ SCP-1269 khỏi vị trí của nó đến nay đều không thành công. SCP-1269 sẽ dịch chuyển tức thời đến vị trí lề đường ban đầu sau 1 giờ di rời. Nếu nỗ lực thay thế SCP-1269 bằng một chiếc thùng thư mới, chiếc thùng thư đó sẽ bị dịch chuyển tức thời và SCP-1269 sẽ lại xuất hiện ở vị trí của nó. Khoảng 3 giờ sau khi chiếc thùng thư mới biến mất, nó sẽ xuất hiện lại trong một thùng thư rác cách đó vài km. Tất cả các thùng thư được phục hồi cho đến nay đều được tìm thấy ở mức độ hư hỏng khác nhau, nằm trong các túi rác và được bao phủ bằng hình vẽ bậy tục tĩu. Như thể SCP-1269 đã trở nên ghen tị dữ dội với bất kỳ thùng thư nào khác mà nó cho là đang cố gắng thay thế nó. SCP-1269 cũng thể hiện sự ghen tuông dữ dội, tương tự với những người nào đó mà nó tin rằng đang tranh giành tình cảm của người phụ nữ sống trong ngôi nhà nó. Trong một thử nghiệm gần đây, một nam giới hạng D đã được chuyển đến căn nhà cùng với người cư ngụ, một phụ nữ hạng D, sau 7 tuần cư trú. Thật thú vị, SCP-1269 đã ngừng hoạt động dịch chuyển tức thời để đáp lại sự hiện diện của nam giới này. Nhưng 3 ngày sau, nam giới hạng D biến mất khỏi căn nhà, khiến SCP-1269 tiếp tục những hành vi khác thường của nó. 2 tuần sau, thi thể của nam giới hạng D bị mất tích được phát hiện trong cùng một thùng rác, nơi SCP-1269 đã xử lý các thùng thư đối thủ trước đó. Căn nhà nơi SCP-1269 tọa lạc sẽ được quản lý bởi tổ chức, với một nhà nghiên cứu nam cư trú trong nhà để theo dõi hành vi của SCP-1269. Do mức độ nguy hiểm mà nó sẽ bộc lộ để đạt được đối tượng mà nó yêu thích vào lúc đó, SCP-1269 đã được chỉ định với lớp đối tượng Euclid. Công việc của chúng tôi là đảm bảo rằng nó không đe dọa bất kỳ ai khác. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, chẳng hạn như nhà hát của những con rối sống SCP-1098-RU để biết thêm một câu chuyện về một ngôi nhà
sẽ không bao giờ là tổ ấm. Và hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.